Chiều ngày 28 tháng 6, Vĩnh Trường tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 16, sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Ủy ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đến dự và chỉ đạo hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế trên địa bàn xã tiếp tục tăng trưởng. Tổng diện tích xuống giống vụ hè thu 745 ha, thực hiện hiệu quả hai mô hình ứng dụng công nghệ cao, mô hình nuôi heo rừng lai và mô hình nuôi nhiễm. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tiếp tục được tăng cường. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm, thực hiện tốt. Cấp phát trên 47 tấn gạo cho 3.143 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Công tác tuyển quân đạt 100%. Về công tác xây dựng đảng, đoàn thể, được đảng bộ xã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện triển khai thực hiện tốt, đặc biệt chú trọng chuyên đề năm 2024 An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ Bác tôn về chăm lo đời sống nhân dân đến 11 trên 11 chi bộ trực thuộc. Kết quả có 246 đảng viên đăng ký cam kết học tập, quan tâm củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát chi bộ, cán bộ chủ chốt và đảng viên. Tại hội nghị. Các ngành đoàn thể cũng đã trình bày ý kiến xoay quanh các vấn đề về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, việc thành lập hợp tác xã, tình hình an ninh trật tự, hoạt động hè của các trường và một số khó khăn về cơ sở vật chất ở một số điểm trường đã xuống cấp, công tác phát triển đảng viên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu địa phương quan tâm đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện tốt nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác dân vận, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tăng cường cải cách hành chính, tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển quân, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục. Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, ông Phùng Minh Tân đặc biệt nhấn mạnh, địa phương cần có kế hoạch phát triển du lịch góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Diệt Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, chân thành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực huyện ủy và quyết tâm sẽ đưa các ý kiến chỉ đạo bổ sung vào phương hướng thực hiện nghị quyết của địa phương.